Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác em lên thì các bác một em họa mi các bác phải nói là cực kỳ ấn tượng luôn các bác. Đây là một em họa mi truyền của năm nay các bác nhá. Đấy, chim mới bắt của năm nay thôi các bác, còn chưa thay lông rừng. Nhưng mà em này thì siêu tố chất luôn anh em ạ. Giọng hot hay các bác ạ. Hot vẩy đuôi khiếu, đuôi xòe, chơi cả cánh thôi nhá. Em này thì đầu mặt bóng bộ họa đẹp. Nói chung là một em họa mi quá là tố chất luôn. Anh em nào mà chưa có chim họa mi mà muốn là vực một chú chim họa mi chơi ok thì anh em có thể lấy chú chim này về hướng nghiệp cho em nói nhá. Đấy, các bác có thể thấy em nó đang chơi cánh này các bác này. Em này thì chắc chắn là sau này sẽ thành một em họa mi cao cầu, dáng ngũ trưởng đẹp rồi các bác. Một em họa mi phải nói là quá là hay luôn anh em ạ. Họa mi truyền của năm nay các bác nhá. Đấy, mới ra ràng và bắt về mà bây giờ đã được như này rồi, chim không tật lỗi gì các bác nhá. Quá tố chất luôn, anh em có thể để lấy một lúc đó nó sẽ hot cho anh em xem nghe anh em nhé. Đấy, con chim đang rất là sục sạo, thái độ cực kỳ là tốt luôn coi nhá. Nói chung là em cũng không gặp được chú chim họa mi truyền nào nó tố chất như này đâu anh em ạ. Chim em này thuần khoảng 80% nhá, anh em về anh em chăm thêm, nuôi nhẹ nhàng, thay lông xong là có một chú họa mi chắc chắn là VIP để chơi rồi anh em ạ. Đấy, còn bây giờ xin mời anh em hãy cùng xem clip của em nó coi nhá, và lắng nghe giọng hót của em nó. Đấy, coi nhìn nó vẩy như khiếu đấy coi, quá là tố chất luôn anh em ạ.